Văng văng. Đây. Ôi lẹ vậy. Này mới cho 2 tháng rưỡi rồi đó. Đây cho con 2 tháng rưỡi. Đây cho con 2 tháng rưỡi rồi. Âm tập luôn rồi ha. Tự động. Rồi. Thử đi con, đừng thử đi con. Nó mừng. Bán năng nữa. Hai tháng rưỡi nha. Con này mới 2 tháng rưỡi thôi. Thử con khác kìa. À, đây, con này là nó chịu quá, con này chưa săn à. Đây, đó, còn lạ lẫm lần đầu tiên tiếp xúc, chưa biết kỹ năng săn nhiều. Thì lần sau mình sẽ bắt một con sống á, để con này thì nó yếu rồi. Bắt con sống để mấy chó con đó, nó dòm cho mấy bạn xem. Thường để tập cho chó dòm, có những con đó, thì bản năng nó có sẵn như con này ấy, thì khỏe. Còn con chưa thì mình phải tập dần cho nó mạnh. Thì nhiều lúc mình nói tách bầy sớm quá cho nên nó chưa có chó có cái chưa có kỹ năng nó cao quá nên phải tập. Còn mấy con mà đang sẵn thì đỡ cực hơn. Đây, đá nó lại. Đây, 2 con sao nó mang hóng rồi. Thường chó mà thấy cái con chuột chết thì nó không tấn công nữa nha. Thường chắc lần sau lấy con nào mạnh mạnh, con này nó yếu rồi, yếu thì nó không phân tâm nữa.